Đầu tiên anh xin phép kính chào cô Thuận, chào thầy Tiến và chào thầy Huấn Bình. Dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ bác sĩ Huấn Bình, em xin tự giới thiệu là em là bác sĩ nội trú Trần Quốc Bảo năm thứ hai, xin trình bày chuyên đề về rối loạn nhịp thức trong hội chứng mãn cấp. Em xin được trình bày ạ. Nội dung bài trình bày hôm nay của em gồm có 5 phần. Thứ nhất là phần đại cương, thứ hai là phần cơ chế, thứ ba là phần đánh giá và phân loại, thứ tư là phần điều trị, thứ năm là phần kết luận. Về phần đại cương thì những nguyên nhân gây thiếu máu hoặc nhồi máu cơ tim sẽ dẫn đến những biến đổi rất nặng nề về mặt chuyển hóa cũng như về mặt điện sinh lý tâm trọng, và từ đó các rối loạn này sẽ dẫn đến các rối loạn nhịp nguy hiểm. Tuy nhiên thì các rối loạn nhịp nguy hiểm này có thể yên lặng hoặc có thể có triệu chứng, và nặng nhất có thể dẫn đến đột tử. Các rối loạn nhịp nhị và rối loạn nhịp thất đều có thể xảy ra trong hội chứng mãn cấp. Các rối loạn nhịp thất kéo dài hay đúng nhịp đập bằng thức nhanh đều có thể gây rối loạn hoạt động và cần phải điều trị ngay lập tức. Các rối loạn nhịp khác điều trị chủ yếu là điều trị vào triệu chứng. Tuy nhiên thì điều trị dự phòng rối loạn nhịp thì không được khuyến cáo. Đột tử do rối loạn nhịp thất thường gặp ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không được điều trị. Điều trị rối loạn nhịp chủ yếu là dùng các thuốc chống loạn nhịp, đặc biệt là tráng kinh natri hay amiodarone. Gần đây thì cái việc sử dụng các thuốc này đã giảm đi, bởi vì nhờ vào việc điều trị tích cực bao gồm tái tử thông kịp thời, điều trị dự phòng thứ cấp đầy đủ với statin, với liệu pháp ngưng tập tiểu cầu, với tráng beta hay ức chế men chuyển thì đã làm giảm các biến cố nguy hiểm này. Và gần đây thì điều trị hội chứng mãn cấp và các rối loạn nhịp thì ngày càng hướng đến các biện pháp xâm lấn. Tiếp theo em xin phép nhắc lại sơ bộ về hội chứng mãn cấp. Hầu hết các bệnh nhân hội chứng mãn cấp vào viện vì một tình trạng đau ngực hoặc khó thở thì mình sẽ chia làm hai thể. Thứ nhất là nhồi máu cơ tim ST9 lên, và thứ hai nhồi máu cơ tim không ST9 lên. Và nhồi máu ST0 ST9 lên là gồm hai thể, là nhồi máu cơ tim cấp không ST0 chính là có men tim tăng, còn đau ngực không định là men tim bình thường. Và em xin phép nhắc lại phân loại rối loạn nhịp thất theo chuyên môn của Hoa Kỳ. Sẽ gồm có bốn loại rối loạn nhịp thất. Thứ nhất là nhịp nhanh thất, được định nghĩa là lớn hoặc bằng ba ngoài tâm thu thất liên tiếp, tần số là lớn hơn 100 lần trên phút. Nhịp nhanh thất là gồm có 5 loại. Thứ nhất là nhịp nhanh thất bền bỉ, là một cơn nhịp nhanh thất kéo dài là hơn 30 giây hoặc cần phải cắt cơn do rối loạn hoạt động nặng. Hoặc nhịp nhanh thất không bền bỉ là cơn nhịp nhanh thất kéo dài bé hơn 30 giây. Nhịp nhanh thất đơn giản là nhịp nhanh thất đa dạng và nhịp nhanh thất hai chiều, tức là xoắn định, cuồng định và rung thất. Tuy nhiên thì trong hội chứng mãn cấp thì các rối loạn nhịp thất là chủ yếu xuất hiện ở 5 dạng sau đây. Thứ nhất là ngoài tâm thu thất, thứ hai là nhịp bộ nổi gia tốc, thứ ba là nhịp nhanh thất đơn giản, thứ tư là nhịp nhanh thất đa dạng, thứ năm là rung thất. Về ngoài tâm thu thất thì tỷ lệ xuất hiện cao, đặc biệt là sau nhồi máu cơ tim cấp, tỷ lệ lên đến 93%, không phải là yếu tố dự đoán tử vong. Nếu mà ngoài tâm thu thất mà kéo dài là hơn 48 đến 72 giờ thì sẽ làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp, đặc biệt là những bệnh nhân có giảm chức năng thất trái. Thế là nhịp bộ nổi gia tốc còn gọi là nhịp nhanh thất chậm, bởi tần số từ 50 tới 100 lần trên phút, xuất hiện tỷ lệ lên đến 50% ở nhồi máu cơ tim nhưng không được ghi nhận trên ECG vì cái nhịp bộ nổi gia tốc này chỉ xuất hiện thoáng qua. Thường biểu hiện như một nhạc ngoài lai tư thất bởi sự kích thích của hệ giao cảm đặc biệt, hoặc là khi mà trường hợp mà nhân có máy tạo nhịp thì hằng nhịp không hoạt động thì đây được xem như là một nhịp thoát, hay xuất hiện sau khi tải tế máu bằng liệu pháp tiêu diệt huyết. Nhưng cần chú ý là mặc dù nhịp bộ nổi gia tốc sẽ xuất hiện sau khi thành công bởi liệu pháp tải tế máu bằng tiêu diệt huyết, nhưng đây không phải là chỉ điểm của tải tế máu thành công. Đây là ECG điện rất điển hình của một nhịp bộ nổi gia tốc. Các anh chị có thể thấy đó là không có sừng V và phức bộ cơ đại khá là rộng. Nhịp nhanh thất dạng, cơ chế xuất hiện nhịp nhanh thất đơn giản trong hội chứng mãn cấp nó gồm ba cơ chế. Thứ nhất là tăng tính tự động bất thường, thứ hai là hoạt động kích phát, thứ ba là vòng vào lại. Trong vòng 24 tới 48 giờ đầu thì hai cơ chế trên là tăng tính tự động và hoạt động kích phát sẽ là xuất hiện, sẽ gây ra cái rối loạn nhịp thất đơn giản trong vòng trong giai đầu. Tuy nhiên thì cái đoạn xấu á, tức là bệnh nhân đến muộn hơn thì sẽ cơ chế chủ yếu là do vòng bao lại. Nhịp nhanh thất đơn giản bên bỉ được xem như là chỉ điểm của chất nền rối loạn nhịp do sự sơ hóa mà vòng bao lại và làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tái phát và đột tử. Đường tính của nhịp nhanh thất đơn giản không bên bỉ, đường tính được điện. Thế em xin giới thiệu về nhịp nhanh thất đa dạng, tỷ lệ xuất hiện không cao, khoảng 0,3%. Tuy nhiên thì có nhiều trường hợp á, bệnh nhân chỉ biểu đây là biểu hiện duy nhất của cái thiếu máu mà bệnh nhân ngoài ra không có bất kỳ một cái triệu chứng nào khác, kể cả đau thắt ngực. Và mặc dù như vậy, mặc dù tỷ lệ xuất hiện thấp nhưng đây là một cái dạng rất là nguy hiểm, và lâm sàng có thể biểu hiện ra bởi một cái ngưng tung hoàn hô hấp, hoặc bệnh nhân có thể ngất hoặc tê ngất, và nặng hơn thì có thể co giật.
Tuy nhiên thì những bệnh nhẹ hơn thì có thể thoáng qua và gây hồi hộp thoáng qua cho bệnh nhân. Nếu nhịp tim nhanh thức mà đa dạng mà kéo dài trên 10 tới 15 giây thì nguy cơ dẫn đến đột thức rất là cao và lúc đó cần phải xử trí liền. Nhịp tim thức đa dạng không bền bỉ, nhịp tim thức đa dạng mà bền bỉ. Khá là rung thức là một cơ chế hay gặp nhất của đột tử do tim. Bệnh nhân sẽ đột ngột ngất hoặc ngưng tuần hoàn hô hấp, thường xuất hiện trong vòng 48-72 giờ sau khi có biểu hiện triệu chứng của nhồi máu cơ tim. Yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong trong thời điểm 30 ngày và 6 tháng. Được một điện tim của một bệnh nhân được rung thất và được sốc điện. Các yếu tố nguy cơ mà gây rung thất ở một bệnh nhân hội chứng bên cấp. Thứ nhất là bệnh nhân đến với một hội chứng bên cấp mà gọi tên như lên STEMI, hoặc bệnh nhân có rối loạn điện giải, đặc biệt là hạ kali máu, hoặc bệnh nhân có hạ huyết áp, nhờ vùng nhồi máu giềng rộng, tiêu diệt hút thuốc lá, nhồi máu cơ tim vùng dưới, hoặc là bệnh nhân bị hiện một cái suy tim nặng, cái clip lớn hơn một. Cơ chế liên của rối loạn nhịp thất liên quan đến thiếu máu cục bộ. Phần cơ chế ở đây là thiếu máu cơ tim cấp sẽ dẫn đến trường hợp thứ nhất là thiếu hụt ATP, adenosine triphosphate, làm giãn hóa cái đường yểm khí dẫn đến toan máu, làm tăng cái lipid máu ngoài bao và ứ động lisophosphatidyl choline. Vì những cái yếu tố này sẽ dẫn đến mất cân bằng về ion, làm rút ngắn thời gian điện thể nghỉ qua kênh y y kali ATP, cũng như làm giảm cái điện thể nghỉ qua cái dòng kali, và đồng thời làm giảm được co bóp cơ tim liên quan đến canxi nội bào, giảm vận tốc dẫn truyền do giảm các cái nối kết khoảng trống chức năng, anh em từ dịch functional gap junction. Trường hợp mà sau khi bệnh nhân mà được tải thể máu thành công á, thì cũng có thể gây ra các rối loạn nhịp khác, bởi vì gây ra các rối loạn điện sinh lý nặng do thời nếu thời gian thiếu máu mà càng lâu càng nặng thì nhịp nhanh thức sẽ xảy ra càng nhiều. Nếu bệnh nhân mà có vùng nhồi máu rộng, tức là tổn thương cơ tim càng nhiều thì rối loạn nhịp thất xuất hiện càng cao, do hiện tượng quá tải canxi nội bào do một stress oxy hóa phản ứng và sự dao động của canxi tự phát sẽ kích phát các hậu cực sớm và cực cực muộn và xuất hiện các nhạc ngoài lai. Nói chung tổng lại là cơ chế gây ra các rối loạn nhịp thất ở hội chứng bên cấp á, thì do ba cơ chế. Thứ nhất là vòng vo lại sẽ xuất hiện trong thiếu máu cơ tim hoặc là xéo nhồi máu, hoặc tính kích phát trigger activity sẽ trong trường hợp tải thể máu và mất thường tính tự động. Đây là sơ đồ tóm lại cái biểu hiện rung thất và nhịp nhanh thất ở bệnh nhân hội chứng bên cấp, đặc biệt là ở những bệnh nhân mà có cái xéo nhồi máu cũ prior infarct, hoặc là bệnh nhân mà có cái nền cơ cơ chất sẵn, ví dụ như bệnh nhân mà có hội chứng QT kéo dài hoặc là thậm chí QT ngắn và hội chứng tiên kích thích như cái Parkinson quay, hoặc là bradycardia, hoặc là bệnh loạn sản thất phải, cơ tim phì đại, cơ tim giãn, thì những yếu tố nguy cơ này cùng với một cái stress nặng nề do một cái trường hợp thiếu máu cấp thì sẽ dẫn đến rung thất, nhịp nhanh thất và rung thất. Phân loại rối loạn nhịp thất ở những hội chứng bên cấp thì những bệnh nhân nhập viện vì rối loạn nhịp thất bền bỉ trong vài ngày đầu có thể chia làm ba loại, ba dạng. Dạng thứ nhất là bệnh nhân đến muộn. Từ này thì em dùng là late presenter, em dịch ra là bệnh nhân đến muộn, nghĩa là điều trị tải thể máu bị chậm trễ. Thứ hai là bệnh nhân mà tải thể máu không thành công hoặc chỉ thành công một phần, tức là tải thể máu không hoàn toàn, hay còn gọi là incomplete revascularization. Thứ ba là bệnh nhân mà cơ chất gây loạn nhịp có sẵn trước đó, trước khi xuất hiện hội chứng bên cấp. Và với trường hợp bệnh nhân đến muộn á, thì mặc dù hệ thống y tế gần đây rất phát triển, tuy nhiên thì chỉ có 70-80% các bệnh nhân mà có tim cấp lại tới chính lên được điều trị tải thể máu thành công. Một số bệnh nhân là bị chẩn đoán bằng chậm trễ hoặc đến với rung thất hoặc nứt và cần phải hồi sức tích cực. Bệnh nhân mà có nguy cơ cao được điểm rối loạn nhịp thất là bệnh nhân có điểm Grace hoặc là điểm TIMI cao, bệnh nhân có thay đổi điện tim nhiều và triệu chứng vẫn còn kéo dài sau khi được khởi trị bằng thuốc nội khoa rất tích cực hoặc là men tim tăng rất cao. Trường hợp tiếp theo là bệnh nhân đến với một trường hợp là tải thể máu không hoàn toàn, là trong các trường hợp mà mình tải thể máu nhanh sang thương thủ phạm là thường thực hiện được. Tuy nhiên thì có vài trường hợp là bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp nhưng sẽ gây rất khó khăn cho các bác sĩ tim mạch can thiệp, nhất là các tổn thương vỡ hóa nhiều hoặc tổn thương ở thân chung hoặc tổn thương chia đôi. Thì có 30 đến 40% STEMI và 70 đến 80% STEMI mà có sốc tim thì sẽ có hẹp động mạch vành thủ phát, tức là động mạch vành còn lại mà không phải động mạch vành thủ phạm, tức là bệnh nhân sẽ vẫn còn có yếu tố nguy cơ thiếu máu tái phát và nguy cơ bị rối loạn nhịp thất bền bỉ tại thiếu máu toàn bộ sớm, có thể có lợi trên những bệnh nhân này. Tiếp theo đối với các bệnh nhân mà có nền cơ chất mà gây loạn nhịp sẵn có hội chứng bên cấp, thì bệnh nhân có chức năng thức trại giảm
bác sẽ có tim có sẵn thì mình sẽ đánh giá về bộ siêu âm tim, hoặc là mình dựa vào ECG có sẵn quy thì sẽ có nguy cơ cao bị rối loạn nhịp thất bên bị, bệnh nhân có hoạt tính giao cảm tăng hoặc đã từng bị sốc tim có nguy cơ bị rối loạn nhịp thất bên bị khi bị bệnh cổ mạch phân cấp, những bệnh cơ tim di truyền, gây bất ổn về điện học do sự không ổn định về điện học như là hội chứng tim kích thích sớm hay là hội chứng quy tê kéo dài. Tiếp theo là về điều trị của rối loạn nhịp thất ở hội chứng bên cấp thì có khá là nhiều phương án điều trị. Thứ nhất là tải thông mạch máu, thứ hai là điều trị nội khoa, thứ ba là an thần bằng đường tĩnh mạch, thứ tư là tạo nhịp vượt tần số, thứ năm là các đột qua cathete, tần suất mà xuất hiện nhịp nhanh thức trên nền trung thất trong vòng 48 giờ sau khi khởi phát hội chứng bên cấp sẽ giảm đi trong những thập niên gần đây nhờ sự tải thông kịp thời và tải thông rộng rãi cũng như là việc sử dụng hiệu quả thuốc giảm beta. Điều trị tải thông mạch máu có vai trò quan trọng trong dự phòng cũng như điều trị các rối loạn nhịp thất này, bởi vì sẽ làm giảm tổn thương cơ tim, làm giảm sự tải cấu trúc cơ tim, đặc biệt là thất tải và cải thiện tỷ lệ sống. Theo nghiên cứu của Prami thì tải từ máu hoàn toàn mang lại nhiều lợi ích hơn so với việc tải từ máu không hoàn toàn. Do đó, các hướng dẫn gần đây, các khuyến cáo gần đây thì tập trung vào can thiệp nhánh thủ phạm chính và sau đó các nhánh còn lại nếu mà hẹp có ý nghĩa thì sẽ can thiệp trong thời gian nằm viện. Phương tiện đã điều trị nội khoa, em xin nhắc vai trò của thuốc chống loạn nhịp trong các trường hợp loạn nhịp thất này trong hội chứng bên cấp thì vẫn chưa được chứng minh rõ ràng. Bản chất của rối loạn nhịp thất trong hội chứng bên cấp là khá phức tạp và có nhiều cơ chế liên quan, có tính động và khác với các giai đoạn màng của niêm mạc cơ tim. Tình trạng thiếu máu và tải từ máu ở các mức độ khác nhau sẽ làm ảnh hưởng đến các cơ chế rối loạn nhịp và tác dụng của các thuốc chống loạn nhịp. Tác dụng của thuốc chống loạn nhịp có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi vì cơ tim thiếu máu hoặc trong trường hiện tượng tải từ máu hoặc cái nên sẹo từ máu cũ. Xin giới thiệu là sơ bộ các thuốc chống loạn nhịp. Thứ nhất là mình sẽ có bốn nhóm. Nhóm thứ nhất là ức chế kinh natri có 1A, 1B và 1C, thì chủ yếu là có nhóm 1B là lidocaine hay dùng để lâm sàng. Nhóm 2 là có giảm beta, có prolong, metoprolong. Nhóm 3 là có ức chế kinh kali, đặc biệt trong đó có hai thuốc hay gặp trên lâm sàng là abiraterone và sotalol. Mặc dù là giảm beta nhưng mà được đưa vào nhóm 3. Thế là nhóm 4 là giảm kinh canxi có verapamil với là diazem. Điều trị nội khoa thì là có như bằng chứng chỉ ra việc sử dụng giảm beta sớm trong vòng 48 đến 72 giờ đầu sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Sống thông qua các cơ chế được đã được chứng minh rõ ràng, bởi vì giảm beta làm giảm nhịp tim, giảm co bóp cơ tim, giảm tính tự động cũng như giảm tính dẫn truyền, từ đó sẽ giảm hoạt tính kích phát tức là trigger activity và ổn định cái vòng vào lại. Và ngoài ra thì chúng ta cũng đã biết giảm beta là gần đây là một trong những thuốc mà được đưa vào trong rất nhiều các khuyến cáo và được bàn luận rất nhiều trong các trường hợp bệnh nhân suy tim cấp hoặc là hội chứng bên cấp. Thì thuộc giảm beta sẽ xin phép nếu có một dịp nào đó em sẽ trình bày vai trò riêng về giảm beta. Thuộc giảm beta mà được ưu tiên trên các trường hợp này là có metoprolol hay atenolol, có hai cách dùng. Thứ nhất là có thể dùng tĩnh mạch hoặc là đường uống. Ưu tiên các thuốc giảm beta có tác dụng ngắn và khi bệnh nhân ra viện thì nên chuyển sang các giảm beta có tác dụng dài hơn. Tuy nhiên thì khi dùng giảm beta thì mình cần phải chú ý đặc biệt là bệnh nhân có nhịp tim chậm hay nhồi máu thất phải vì sẽ làm nặng thêm tình trạng nhịp tim chậm và nặng hơn có thể đưa đến block dẫn truyền. Và các bạn cũng phải nhớ chống chỉ định của giảm beta khi bệnh nhân có dấu hiệu ử huyết hoặc có dấu hiệu của suy tim cấp hoặc có dấu hiệu của tiên sốc nhịp tim nhanh quá hoặc là huyết áp thấp quá hoặc là có dấu có thắt thể quản nặng thì cần phải cân nhắc mà chọn chỉ định cho bệnh nhân này. Điều trị chống loạn nhịp ở rối loạn nhịp thất bên bị hội chứng bên cấp thì như đã đề cập từ đầu thì các thuốc chống loạn nhịp gần đây là không còn khuyến cáo nhiều. Thứ nhất em xin giới thiệu là nhóm lidocaine nhóm 1B. Nhóm 1B là đã được chứng minh là có thể làm giảm cái rối loạn thất liên quan đến thiếu máu, tác dụng trên tử vong thì không rõ ràng, không khuyến cáo dùng để điều trị dự phòng trừ trường hợp ở bệnh nhân mà ngưng tim mà được hồi sức thành công do rối loạn nhịp thất, được đặt ra cho điều trị đường tĩnh mạch cấp trong trường hợp mà nhịp nhanh thất hoặc trung thất tái phát trong hội chứng bên cấp, liều thì 1 đến 1,5 mg bolus trong vòng 2 tới 3 phút. Cho em hỏi ai mực bích mới có chó sủa thì tắt cho em vậy là không?
Tiếp theo là nhóm 3, amiodarone hay còn tên lâm sàng có được chưa, cái đầu tiên là cortisone. Thì với nhiều tính chất điều sinh lý khác nhau, cortisone là có thể có tác dụng cân bằng nhất mà giữa hiệu quả và nguy cơ, đặc biệt là bệnh nhân mà có bệnh tim có đục nặng, được đặt ra cho điều trị các cơn bằng đường tĩnh mạch hoặc đường uống và dự phòng bằng đường uống các rối loạn nhịp thức tái phát, sẽ dùng chúng với chạy beta liều thường 150 mg bolus trong vòng 10 phút, 1 mg trong vòng 6 trên 1 phút trong 6 tiếng tiếp theo, và 0,5 mg trên phút trong 18 tiếng theo, với tổng liều là 1.000 mg trong 24 tiếng, và chủ yếu là không không được quá 2,2 g trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên thì nếu nhịp nhánh thất vô mạch hoặc trung thất thì liều sẽ tăng lên gấp đôi là 300 mg trên 100 và dưới sự hướng dẫn của ACLS. Các thuốc khác như là flecainide, propafenone và azimalin, dofetilide và azimilide và ranzolin thì chưa cho thấy có hiệu quả và vai trò trong hội chứng mãn cấp nên không được khuyến cáo. Ngoài các thuốc chống loạn nhịp thì cái việc điều chỉnh rối loạn điện giải, đặc biệt là kali và magie hay thậm chí là an thần cũng nên được xem xét. Nồng độ kali được khuyến cáo là nên đưa lớn hơn bằng 4 ở bệnh nhân hội chứng mãn cấp, trong khi nồng độ magie thì chưa có nghiên cứu nào chứng minh rõ ràng. Tuy nhiên thì họ khuyên là không nên đưa bé hơn hoặc bằng 2 mg trên lít, tức là không nên bé hơn 1 mmol trên lít. Về an thần, như nghiên cứu gần đây đã chỉ ra an thần sâu có hiệu quả và an toàn trong việc quản lý tạm thời rối loạn nhịp thất ác tính như nhịp nhánh thất hoặc trung thất không đáp ứng với điều trị nội khoa thông thường. Trong các trường hợp khẩn cấp, thuốc an thần sâu có thể được sử dụng như là cầu nối hữu ích về mặt lâm sàng để điều trị dứt điểm các rối loạn thất về sau. Cơ chế thì đã được chứng minh hiệu quả trong việc cắt dẫn truyền thần kinh giao cảm tim, đồng thời là kích thích thần kinh phổi giao cảm ở tim, sẽ làm giảm nguy cơ gây rối loạn nhịp thất. Chưa có những nghiên cứu về các thuốc an thần sử dụng trong trường hợp này, trong đó có propofol với các cơ chế như trên. Và ngoài ra thì propofol là còn có cơ chế trực tiếp lên cơ tim thông qua việc thay đổi protein kinase C. Tuy nhiên thì khi dùng propofol thì cần phải chú ý là tác dụng phụ như là nhịp tầm xoang, hạ huyết áp và nặng nhất là những đến ức chế hô hấp. Điều trị chống chống loạn nhịp ở rối loạn nhịp thất bền bỉ và hội chứng mãn cấp thì mình đã đề cập từ đầu là không không nên điều trị dự phòng. Mình xin tóm lại là không nên điều trị dự phòng nếu các rối loạn nhịp thất mà đe dọa tính mạng liên quan đến hội chứng mãn cấp xảy ra, mặc dù đã được tải từ mẫu lý tưởng và điều trị sớm với chạy beta cân bằng điện giải an thần để làm giảm được cho cảm hoặc là kích thích vật tần số chuyển nhịp phá rung thì nên được đặt ra đầu tiên. Nếu điều trị thuốc chống loạn nhịp là cần thiết trên các biện pháp này trong điều trị cấp thời rối loạn nhịp thất tái phát liên quan đến hội chứng mãn cấp sau khi thất bại hoặc không có sẵn các biện pháp khác thì dùng tạm amiodarone trong đường tĩnh mạch là hợp lý, sau đó là mình dùng lidocaine tĩnh mạch nếu cần thiết. Khi có kinh nghiệm hoặc là ở các trung tâm lớn thì việc cắt đổ qua cate nên được đặt ra khi gặp điều trị khác thất bại. Rối loạn nhịp thất trong những phút đầu tiên sau khi điều trị tái tưới máu thành công có thể thoáng qua và không cần điều trị, đó là do hiện tượng tái tưới máu. Thì đặc biệt hay gặp nhất là nhịp nhánh thất chậm, tức là nhịp bộ nội gia tốc. Nếu ngoài tâm thu thất dày và nhịp nhánh thất bền bỉ không bền bỉ mà kéo dài mà vẫn tiếp tục mặc dù đã điều trị tái tưới máu thành công và điều trị chạy beta đầy đủ, chỉ điều trị nếu nó gây rối loạn hoạt động và điều trị thì theo những nguyên tắc hướng dẫn của rối loạn nhịp thất bền bỉ. Và ngoài ra trên lâm sàng còn có phương pháp điều trị cũng khá là hay dùng hiện nay là tạo nhịp vượt tần số hay còn gọi là overdrive pacing, là một tạo nhịp tim ở tần số cao hơn tần số tim tự nhiên, còn gọi là tạo nhịp chống nhịp tim nhanh. Cơ chế là nó sẽ ngăn chặn cái vòng vo lại và ngăn chặn những bất thường tiền tự động của cơ thất và tạo ra sự tải cực đồng đều hơn, tăng tốc độ cực thất, làm giảm thời kỳ trễ của thất, dẫn đến là giảm tính nhạy cảm với hiện tượng error trên T. Các phương thức có thể áp dụng đến lâm sàng là có 4 phương thức. Thứ nhất là tạo nhịp tạm thời qua da, tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch, tạo nhịp thường tâm mạc và tạo nhịp qua đường thực quản. Đây là tạo nhịp qua da, thường sử dụng cái máy khử trùng lên lâm sàng. Có hai cách, là thứ nhất là mình đặt một cái điện cực là ở này, vùng mỏm và vùng đáy tim, và trường hợp thứ hai là một cái ở vùng đỉnh tim và ở trước tất cả trước sau. Hình thứ hai là tạo nhịp mà hay là mình cũng dùng đến lâm sàng là gọi là máy tạo nhịp tạm thời,
Tức là mình sẽ đi đưa đường tĩnh mạch lớn như là tĩnh mạch trụy đoan hoặc tĩnh mạch cảnh. Và trên lâm sàng thì hay gặp nhất là sẽ dùng tĩnh mạch đùi. Đây là tạo nhịp thường tâm mạc thì thường dùng trong mổ tim như vậy. Là tạo nhịp thực quản thì tạo nhịp thực qua đường thực quản thì không được sử dụng nhiều bởi vì khó và phức tạp. Bên cạnh cái việc điều trị nội khoa tích cực thì như mình đã đề cập thì điều trị các rối loạn nhịp thức này bắt đầu hướng đến các phương pháp xâm lấn hơn thì đặt máy ICD bắt đầu được nghiên cứu nhiều. Lấy của đặt máy ICD, ICD như các bạn đã biết là một máy khử rung được chứng minh rõ nét ở bệnh nhân có tiền sử bệnh tim thượng thận cục bộ và suy giảm chức năng thực trại nặng. Tuy nhiên thì việc dự phòng các rối loạn nhịp thức bằng ICD trong vòng 30 ngày thì chưa thấy có nhiều lợi ích. Khuyến cáo đối với bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim thì nên được đánh giá chức năng thực trại trước khi ra viện và đánh giá lại sau 6 tới 12 tuần và cân nhắc đặt máy ICD tại thời điểm này nếu trường hợp bệnh nhân có những máy thức dày hoặc là những rối loạn nhịp thức. Thì có ba cái thể của đặt máy ICD, một buồng, hai buồng và hai buồng thức. Tiếp theo là mình xin đề cập tới một phần hằng cũng rất là ít khi xuất hiện đến lâm sàng, gọi là cơn bão điện học, electrical storm, được định nghĩa là một bệnh nhân mà có lớn hơn 3 đợt nhịp nhanh thức hoặc rung thức trong vòng 1 ngày 24 giờ thì sẽ xuất hiện do cái sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa cái cơ chất dễ tổn thương sẵn có và các tác nhân cấp tính. Khi mà xuất hiện cái cơn bão điện học này tiên lượng rất là xấu. Quan trọng nhất là phát hiện và điều chỉnh được cái sự thiếu máu cục bộ cơ tim. Các thuốc như amiodarone, chạm beta, đặc biệt là propranolol và điều chỉnh rối loạn điện giải là điều trị nền tảng của liệu pháp chống loạn nhịp bên cạnh các liệu pháp an thần và giảm đau. ICD là phương án dự phòng cơn bão điện học vì vừa có chức năng khử rung và đồng thời có chức năng tạo nhịp chống nhịp tim nhanh, tức là overdrive pacing. Cũng vì vậy nhiều trường hợp mà vì bệnh nhân sốc nhiều quá nên cũng được khuyên là tắt máy ICD để tránh nhiều lần sốc mà không hiệu quả. Do đó trong các trường hợp này thì mình phải theo dõi rất là sát bệnh nhân. Tuyệt đối cắt nhặt bỏng bóp sớm do ngoài tâm thu thức có nguồn gốc ở màng lưới Pushkin nên mang lại như gần đây là mang lại như hứa hẹn trong các điều trị cơn bão điện học. Mình xin giới thiệu sơ bộ tóm lại cái lược đồ xử trí nhịp nhanh thức, rung thức và cơn bão điện học. Thì nếu như bệnh nhân mà có nhịp nhanh thức hoặc rung thức mà tái phát và cơn bão điện học ở hội chứng mãn cấp thì cái việc đầu tay là phải sốc điện và hoặc là tạo nhịp vượt cân số. Sau khi mà hai việc đó làm được thì mình phải điều trị nội khoa tích cực và chuyển bệnh nhân tới phòng can thiệp để mà tái thể máu sớm cho bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân tiếp tục có nhịp nhanh thức hoặc là rung thức tái phát thì tiếp tục dùng thuốc với amiodarone sau đó, đó là lidocaine và cân nhắc cái việc cắt đốt qua cathe. Nếu bệnh nhân mà có xuất hiện cơn bão điện học thì thuốc amiodarone được đưa vào và cân nhắc đặt máy ICD cũng như là các dụng cụ hỗ trợ thực trại. Mình xin giới thiệu tiếp một phần nó cắt đốt qua cathe của các rối loạn nhịp thất bền bỉ trong hội chứng bên cấp. Rối loạn nhịp thất kéo dài mà không dừng trong hội chứng bên cấp thì sẽ được cân nhắc mà cắt đốt qua cathe. Tử suất và bệnh suất rất cao đối với các trường hợp mà rối loạn thất bền bỉ này sẽ khó kiểm soát với các thuốc chống loạn nhịp. Cắt đốt trong giai đoạn cấp là hiếm khi thực hiện rối loạn nhịp thất mà khó chữa trở về thuốc cắt đốt có thể đóng vai trò quan trọng hơn. Bởi vì có hai cơ chế quan trọng trong rối loạn nhịp thất mình đã đề cập là do bong bao lại lớn và do các hậu hư cực cũng như tính kích phát thì cái cắt đốt qua cathe này đưa tác tác dụng lên cả hai cái đích cho cắt đốt này. Mình nhìn thấy sơ bộ cái hình về cắt đốt thế, tức là sẽ có các dây điện cực đưa từ đường tĩnh mạch đi lên ở các vùng thâm thất hoặc thâm nhị thì dưới thăm dò của dưới sự hướng dẫn của màn hình tăng sáng cũng như là cái màn hình bên chỗ mapping bên chỗ thăm dò điện sinh lý thì sẽ góp phần giúp cho cái việc cắt đốt qua cathe này. Các rối qua cathe trong các rối loạn thất bền bỉ thì được khuyên là các bệnh nhân có cơn bão điện học kháng trị với thuốc cắt đốt RF sóng cao tần trong cơn bão điện học là có giá trị trong việc điều trị rối loạn thất kéo dài. Thì chỉ cắt đốt là dập tắt các ngoại tâm thu thất gây kích phát mất các điện thể Pushkin và trong trường hợp không đồ hình được thì cắt đốt dựa vào cơ chất. Do tình trạng rối loạn huyệt động thủ thuật phức tạp nên cái việc cắt đốt qua cathe này phải được thực hiện bởi các chuyên gia điện sinh lý giàu kinh nghiệm và khi không có sẵn chuyên gia giàu kinh nghiệm thì phải chuyển sớm đến trung tâm tim mạch ở trình độ cao hơn. Tóm lại cái sơ đồ của cắt đốt qua cathe ở bệnh nhân mà nhịp thất bền bỉ kéo dài ở ACS ở bên cấp thì sẽ được chỉ định
ở những bệnh nhân mà có hội chứng van cấp bền bỉ mà trở về điều trị nội khoa thông thường và các tổ chức nội nhịp, hoặc là bệnh nhân có cơn bão điện học. Tiếp theo là một phần cũng hay gặp lên lâm sàng, đặc biệt là các bác sĩ can thiệp rối loạn nhịp ở bệnh nhân phía xa cấp cứu. Các rối loạn nhịp và rối loạn dịch truyền thường gặp trong những giờ đầu sau nhồi máu cơ tim và là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong trước nhập viện. Tần suất cao nhất có thể xảy ra trước 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 hoặc trong thời gian làm PISA cấp cứu, cho thấy tình trạng thiếu máu cục bộ tiếp diễn và tổn thương do tại tụ máu là yếu tố quyết định chính cho các rối loạn nhịp và rối loạn dịch truyền. Vùng nhồi máu lớn liên quan đến sự xuất hiện của nhịp trầm xoang, nhịp bộ nội gia tốc hay nhịp nhãn thức bên bị. Trong quá trình can thiệp, nếu xuất hiện nhịp nhãn thức hay rung thức thì xử trí theo hướng dẫn của ESC. Bệnh nhân ngưng tim mà không đáp ứng với hồi sức tim phổi kinh điển thì có thể sử dụng dụng cụ ép ngực cơ học và có thể dùng cầu nối chủ van, dùng cái máy hỗ trợ tim phổi cấp cứu. Bệnh nhân có rối loạn hoạt động do nhịp nhãn thức không không dừng, với cả nhịp nhãn thức mà không dừng tức là bền bỉ hoặc là kháng trị thì có thể cân nhắc việc sử dụng các dụng cụ thất trại, hỗ trợ thất trại của da. Ngoài tâm thu thất cũng rất hay xuất hiện trong những bệnh nhân mà can thiệp PISA cấp cứu, hầu như luôn có trong những ngày đầu, và các thể phức tạp như ngoài tâm thu thất đa dạng, các cơn nhãn thức ngắn hay hiện tượng RTT cũng thường gặp, nhưng mà giá trị dự đoán rung thất thì không rõ và không cần điều trị đặc hiệu. Nhịp nhãn thức rung thất, ý nghĩa dự hầu của nhịp nhãn thức rung thất sớm bé hơn 48 giờ còn băng cài, xử trí dựa theo hướng dẫn. Rối loạn nhịp thất xảy ra trong lúc làm PSI cần điều trị bằng sốc điện chuyển nhịp, tạo nhịp từ tần số, thuốc giảm beta, amiodarone cho nhịp tim nhanh hoặc rung thất, điều chỉnh các rối loạn điện giải, giảm beta và amiodarone cần đặt ra cho điều trị nhịp nhãn thức đa dạng. Với các rối loạn nhịp thất mà trở về mặt nội khoa hoặc là gây rối loạn hoạt động thì việc sử dụng dụng cụ hỗ trợ thất trại cần được cân nhắc. Hỗ trợ hoạt động với các thuốc tăng co bóp và vận mạch là cần thiết, tuy nhiên không nên dùng dopamine. Và việc sử dụng các thuốc tăng co bóp của tim này hoặc vận mạch dùng thì dùng, nhưng mà không được làm chậm trễ quá trình điều trị tại tuyến máu. Các đột qua KT có thể đặt ra như biện pháp vụ vớt nếu rối loạn nhịp thất dai dẳng. Mình xin kết luận: rối loạn nhịp thất là một trong những biến chứng đe dọa tính mạng của hội chứng van cấp, có thể xuất hiện trong giai đoạn cấp, trong quá trình can thiệp và sau cả quá trình can thiệp. Điều trị dự phòng rối loạn nhịp thất không được khuyến cáo. Điều trị hiện hành gần đây là tại tuyến máu kịp thời, điều trị dự phòng thứ cấp đầy đủ về chẳng beta, ức chế các tập tự cầu kép, statin, ức chế men chuyển đã làm giảm các biến của nguy hiểm này. Điều trị hội chứng van cấp và các rối loạn nhịp thất ngày càng hướng đến các biện pháp xâm lấn như can thiệp PSA cấp cứu, đặt máy ECD hoặc các đột qua KT. Em xin hết, xin cảm ơn. Tài liệu tham khảo của mình là gồm có ba tài liệu lớn là rối loạn nhịp của Hội nhịp học châu Âu cũng như là trường môn Hoa Kỳ. Xin nhận. Rồi, vậy là bạn Trần Quốc Bảo đã báo cáo về cái rối loạn nhịp thất ở bệnh nhân hội chứng van cấp. Thì nói chung hội chứng van cấp thì cái can thiệp mạch vành là cái tối ưu nhất nhé. Còn các cái rối loạn nhịp nếu có thì mình nghĩ là nếu ngoại tâm khu thì cũng cần can thiệp. Đấy, còn nếu như nhịp nhanh thất hay là rung thất thì anh chị sẽ điều trị thuốc nhé, điều trị thuốc để có thể kết hợp với các cái biện pháp cao cấp hơn ấy, như là áp đốt hay là ICD. ICD thì thường sau nhồi máu khoảng 40 ngày nhé. Sau 40 ngày sau nhồi máu mà vẫn còn nhịp nhanh thất thì ta nên đặt máy ICD. Thì cô tóm tắt một số cái điểm chính như vậy. Bây giờ các bạn có hỏi gì thì hỏi. À, trong cái thuốc ấy, thì chạy beta là lưu ý là trong hội chứng van cấp thì chạy beta không chỉ định trong cái ngày đầu tiên nhé, 24 giờ đầu thì từ ngày thứ hai trở đi mới xem xét có dùng chạy beta không nếu như bệnh nhân còn rối loạn như thế. Còn nếu có trong vòng ngày đầu thì mình nên dùng amiodarone hoặc là lidocaine. Các bạn có hỏi gì thì bật lên hỏi hoặc ấy. À, trong cái phần báo cáo trước thì bạn Huỳnh Quốc Hiếu có hỏi, nhưng mà cái phần này thì cô có trả lời rồi nhé. Anh đi có thể sử dụng trong suy tim mất bù cấp không? Suy tim mất bù cấp là mình cho anh đi đấy, tức là cái nhóm ức chế thụ thể, à cái hệ RAA đấy, chỉ có chạy beta là không dùng được nhá.
Chạy beta thì phải test ứng dịch mình cho. Thứ hai là khi tinh kháng trị với lợi tiểu. Trong lúc nãy cô còn nói đấy, lợi tiểu kháng lợi tiểu quay á, cetosemi ít á, thì cái liều tối đa sẽ là 80 mg nhân với 2 lần một ngày. Đấy, nếu mà đã dùng cái liều cao như vậy mà vẫn không hiệu quả thì khi đó mình mới kết hợp với các thuốc lợi tiểu khác, ví dụ như là indapamide, tức là cái lợi tiểu viên kết hợp hoặc là kháng aldosterone nhé. Đấy thì lợi tiểu Viagip thì thường người ta ít khi dùng viên viên lời, mà người ta dùng dưới cái dạng kết hợp, ví dụ như ức chế kích men chuyển kết hợp với lợi tiểu Viagip nhé, như là Covactiv Luit hay là Vectoretic, những cái thuốc đó thì các em có thể dùng kết hợp. Đó là câu hỏi lúc nãy của bạn thì có hiểu. Các bạn có hỏi gì nữa không? Đó. Nhanh. Dạ, cô cho em hỏi là bệnh nhân điều trị bệnh nhân suy tim mà có kèm theo hạn này truy máu không? Thì mình có kinh nghiệm điều trị như thế nào cô? Như nhóm cấp tan thì mình nên dùng trong những trường hợp nào? Dạ, em sẽ hết. Đắc thì mình sử dụng cái nhóm đó nhé. Thì chỉ định thì chỉ định thì em có thể xem trên cái thuốc đấy. Cái này thì cô cũng ít sử dụng, bên bệnh viện trung ương hay sử dụng thì bạn bảo có ý kiến gì không? Dạ luôn. Hồi À. nãy em có nghe câu hỏi là trong suy tim hạ natri máu à anh? Ừ, đã viêm máu là ở bệnh nhân À. suy tim đấy. Dạ thì em nghĩ cái phần điều trị suy tim này thì chắc là để cho bác sĩ Thọ thì chuyên sâu hơn. Tuy nhiên thì em cũng có một chút ít kinh nghiệm, mặc dù em chưa điều trị nhiều bệnh nhân nhưng Samska nhóm tôi bắt tăng thì em cũng được biết thì thằng tôi bắt tám là một những thằng lợi tiểu mà giữ đá trị và có rất là hiệu quả, rất là nhiều hiệu quả mang lại trên lâm sàng cho bệnh nhân mà suy tim hẹp giảm, mà đặc biệt những bệnh nhân mà điều trị suy tim với furosemide mà có hiện tượng hạ natri máu, thậm chí mà Samska gần đây được đưa vào khuyến cáo mà bệnh nhân có không có hiện tượng hạ natri máu vẫn được đưa vào dùng. Còn nếu điều trị Samska thì theo em thì có cái khó khăn nhất là đó là chuyện kinh tế, tức là rất là đắt tiền và những phải tự túc trả bảo hiểm để thanh toán ạ. Còn chuyên sâu hơn thì chắc em xin ý kiến của cô hoặc là ý kiến của bằng thò cũng như kiểu một các thầy ạ. Em xin hiện. Ừ, thì cái thuốc hạ natri máu ở bệnh nhân suy tim thì người ta dùng cái thuốc kháng thụ thể vasopressin đấy, tức là Samska nhé. Viên là 10 mg thì bên bệnh viện trung ương thì đâu thì có làm cái đề tài nghiên cứu đấy. Thế thì còn về cái thì thầy có kinh nghiệm nhiều hơn, nhưng mà bên bệnh viện trường thì cô cũng cũng ít sử dụng cái thuốc này, cho nên những người còn bạn hỏi cái tác dụng phụ của cái thuốc này á hả? Tác dụng phụ thì các em lên mạng coi gì thì có.
cô cho em trả lời câu samskar của bà, của anh Nguyễn Duy Hiếu. Thì em cũng có điều trị một vài bệnh nhân. Nói to lên. Dạ, là em cũng có điều trị một vài bệnh nhân mà suy tim mà có natri máu giảm thấp mà mình không thể điều trị về lợi tiểu được, lợi tiểu furosemide được, thì mình sẽ dùng samskar. Thì samskar trên lâm sàng thì có chỉ phẩm 55 mg và một viên là khá đắt tiền, thì hơn 300.000 một viên. Nhưng mình sẽ dùng trong, mình sẽ dùng samskar nữa trong thời gian là theo như khuyến cáo thì họ sẽ dưới 30 ngày, mình thì được dùng dài hơn. Và trong quá trình điều trị, trước khi điều trị samskar thì mình phải theo dõi làm xét nghiệm chức năng thần, điện giải đồ, cũng như là các cái men gan và bilirubin. Sau đó thì mình sẽ theo dõi, nếu như mà bệnh nhân mà có tăng những cái đó, tăng và đặc biệt là cái natri máu, thì mình hạn chế cho tăng natri máu quá 12 mmol trên lít trong vòng 24 giờ đầu. Và cái gánh nặng của cái samskar này là chủ yếu là em thấy thì nó khá là hiệu quả. Và nhưng mà em đọc nhiều nghiên cứu thì họ sẽ thấy là cái tình trạng mà tổn thương thần cho samskar này thì nó sẽ là ít hơn ở những bệnh nhân mà dùng liều thấp, là em nhận nhầm lên như là dưới 7,5 mg một ngày, còn với dùng liều trung bình liều cao thì nguy cơ này tăng nhanh tăng hơn. Giờ em xin hết thì cái bài hết. Nói chung thì đối với cái nhóm thuốc tôn bắt tăng này thì là mình phải xem cái phải theo dõi xem cái hạn natri này có phải là do cái tim hay là do giảm thể tích. Thế nhưng nếu giảm thể tích thì lại chống chỉ định, và nghĩa là mình tác dụng phụ thì nói chung là cũng cần phải lưu ý những trường hợp mà bệnh nhân có bí tiểu các thứ là không cùng nhé. Thì nói chung thuốc đắt tiền cho nên là cô thì cô không có kinh nghiệm điều trị cái thứ này, chỉ có bên trung ương thì có cái đề tài nghiên cứu của thầy Tông, thầy có nghiên cứu. Thì bạn Thọ có báo cáo rồi đó nhé. Bạn Thọ cũng có điều trị ở bên trung ương, bác sĩ nội trú bên trung ương thì có số ý kiến như vậy. Có bạn nào hỏi gì nữa không? Nên nếu không ai hỏi gì nữa thì chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt khoa học hôm nay nhé.